Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng đây, mình có một bộ hộp màu 2, 4, 6, 8, 10, 12 màu, 11, đây có 11, không biết thật là đầu cả một màu, 11 màu nhá, hộp màu trẻ em, bút màu trẻ em. Mình vẽ một cái nhân vật rất là nổi tiếng, chính là Uchiha Sasuke. Đó. Mình sẽ vẽ vào quyển vở này nhá, quyển vở Oli, vở đi học này nhá. Rồi sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ phải đo nào. Đo cái tỷ lệ khung hình nhá. Rồi. Đây, mình đã đo được đây, những vẽ đầu tiên này. Đó. Ok, vậy là sẽ đến đây này. Rồi, đây là chiều cao của nó nhé. Rồi, tiếp đến là đo chiều rộng. Ok, đó, lên đây. Ok. Vậy thì hình của chúng ta vẽ nó sẽ nằm trong cái khu này. Rồi, tiếp tục là đo cái mặt nó nha, vị trí của cái mặt này. Đó. Đây, đúng đến cái này. Mình sẽ phát những cái ô vị trí. Đó. Để sau đó mình sẽ vẽ cho nó cân đối và đẹp hơn. Đó. Đấy, các bạn xem video của mình dù các bạn không biết vẽ, nhưng xem mình vẽ các bạn cũng sẽ biết vẽ mà thôi. Ok. Mình cứ vẽ những cái nét để quy hoạch các vị trí của nó đã nha. Cái mặt nó sẽ nghiêng nghiêng một chút, vậy là sẽ như thế này. Ok. Mặt nó sẽ nghiêng nghiêng như thế này này. Mình sẽ cứ phát rồi sau nó sẽ sửa dần nha các bạn nhé. Ok. Đến cái ban đầu. Đó, cái ban đầu cong cong một chút. Bạn cái ban đầu cho nó nha. Đây chính là dấu hiệu nhận biết. Con ninja lằng lá nha các bạn. Nhìn nó như cái mỏ chim vậy. Ok. Rồi, bây giờ sẽ đến cái tóc của nó nha. Tóc của nó sẽ xuống đến đây này, và đến đây này. Mặt này khả năng hơi to, cho nhỏ lại một chút xíu. Rồi, cái tóc này.
Đây là tóc này, tóc dài chi là lãng tử. Đấy, các bạn xem video của mình rồi thì chắc là các bạn sẽ biết vẽ cái tóc này nó như nào đúng không? Cứ vẽ thôi, xong một tí là mình sẽ chỉnh sửa sau, rất là đơn giản. Này theo tiếp cái băng đầu này lên này. Tóc này rất là hay. Lại xong một bên rồi nhá, bên này nó cao hơn một tí này. Cái tóc ở giữa này. Cứ cho nó dài dài một tí cho nó đẹp. Bên này thì cũng theo cái băng đầu nó này. Đây là những cái tóc ở bên trên này. Là được rồi nha. Coi như là cái tóc đã xong này. Đến cái mắt này. Mắt thì sẽ sát vào đây này. Ok. Sáng sáng một tí ở góc ở dưới này. Đó, thấy chưa? Nhanh nha. Giờ đến cái mũi của nó này. Chỉ bằng một đường cong là giờ tạo thành cái mũi.
Hình như là cái mồm nó hơi to rồi, nên sẽ phải tẩy bớt ở bên ngoài này đi nha. Này mồm nó không to lắm. Ok. Đã, tạm được rồi nha. Tạm xong cái đầu của nó nhé. Giờ đến cái xem là cái tai đi ha. Ê. Đây có mấy cái nóc ra mới để không chịu. Bên trên này là cái tay áo này, vẽ cái tay áo nha, xem nào. Ok, đúng rồi đấy. Rồi bây giờ là áo của nó này, xem mà xuống đến đầu nhá bạn nhá, mình sẽ đo từ cái tay áo xuống này. Đó, xuống lên đây đây luôn nha các bạn nhé. À, thì nó sẽ cong cong này, không, nó sẽ cong ra tận đây này, xong nó sẽ ra một tí này. Đó, ok. À, còn cái tay kia này mình sẽ đo này, xem để vị trí nó đến đâu nhá. Tay này sao? Đến đây nhá. Ok, em đo cái tay nó bắt đầu từ đây này. Đo cho nó chuẩn này, vẽ cho nó đẹp. Tay nó sẽ như này này. Đây là cái ống tay áo nha. Ống tay áo nha các bạn nha.
hơi dài rồi, vẽ cái tay này hơi bị dài rồi nha các bạn nha. Rồi thôi vẽ đi. À, vẽ đi là được. Đó, vẽ theo từng hướng rồi đó. Từ đây nha, thế này là mình vẽ cái tay nó dài hơn một xíu rồi, đáng nhẽ cái tay trên này nó ngắn lại sẽ đẹp hơn. Thôi kệ đi ha. Dài quá rồi này, đây rồi. Xong cái tay nhé. Thì bây giờ đến cái phi tiêu này, ngang sang này. Đâu bên này nó sẽ tròn. Cong ra. Khu này đúng không? Bây giờ là cái chân nó nhé, cái áo này, phần này đi ha. Là những cái quần của nó nhé. Xem nào. Tay nối đây này. Quần này. Từ đây ra nhé.
xem quần này cao bao nhiêu, mình lại phải đo chiều cao với quần này. Đây, đúng tầm này được. Đây là bắt đầu vẽ lên cái chân của nó nhá. Xem mà chân này nè, nó to hơn cái tay ở tí thì chắc là tầm này này. Cái đất của nó này. Đến cái chân của nó này. Chân nhé, một cái chân nữa thôi là xong rồi. Cũng có tí gọi là hình như đấy. Chân này. Xem cái chân này to đây này. Cong đây nhá, chỗ này có một cái hộp này. Sẽ vẽ cái hộp nhé. Hộp vũ khí đeo quần này.
nhiên lại có cái đường chỉ như kiểu con jean này. Trên nha các bạn nhé, bên dưới không phải đâu. Từ đây ra luôn này phải không? Nút hộp này của mình hơi dày. Thôi kệ đi. Đây là chữ dép. Xong rồi nhá, đấy có sáng rồi đấy, bây giờ còn cái đằng sau nữa thôi, một cái tay nữa ở đây cu chó. Rồi nhá, xong rồi đấy. Úi giời. Được.
đóng một tí bóng ở đây cho nó tranh cho nó sâu đậm. Sau đó thì mình sẽ đánh bóng. Sẽ đây nha, cái nền đằng sau nó sẽ bắt đầu từ đây nè. Mình sẽ đánh nền lên cho nó nổi, bật cái con này lên nhé. Cái đó này chưa hết, phải tẩy hết những cái đường nét ban đầu đi đã này.
qua cái hộp nhé. Đây là đánh nền nha các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đọc nó này. Đấy, tới đi ha. Gương tẩy, tẩy bớt đi. Coi như là tẩy xong nhá. Ừ, đây. Rồi, mình sẽ tô màu này. Đầu tiên là cái tóc đi ha. Tô màu xám xám đến đen nè. Xem màu này được không nhá. Ok, đây đúng màu tóc đây rồi. À, tô thì dưới lên này. Ok. Tóc bên này nhé. Những tóc dài rũ xuống lãng tử.
những cái tóc nó đua ra bên ngoài. Trên này nhé. Quýt thật đẹp đấy. Rồi thì mình sẽ lấy màu khác để hả, mất cái màu đen rồi đúng không? Giờ cái ấy nhá, băng đầu nhé.
Ok, xong cái màu này à, còn cái ấy nữa, túi này nữa. Túi nhá. Còn màu trắng thôi, không có màu trắng thì tô màu chì. Quần nhé. Màu chỗ này vào nha. Chân này màu hồng à.
Ok, dậy nha. Cho nó áo màu xanh nha, giày màu xanh luôn. Tô giày màu xanh cho nó này. Sai đây này, chỗ này màu xanh này. Xanh nha các bạn nhé. Đây, tất trên này xanh này. À, còn cái này chỗ này nữa này, này nice. Được đấy. Lát nữa sẽ lại tô tiếp là cái chỉ nhé. À đây, màu xanh nha, tô áo nữa này. Thank you.
Ok, tô hết rồi đấy nha. Rồi bây giờ đến màu hồng tô mũi nha. Rồi bây giờ đến màu đậm này, tô những cái chỗ tối này. Đây đúng không? Bây giờ lên màu nha, màu hồng nha các bạn nha, nào lên ta màu này ha, quên mất cái này, tô thêm cái băng đeo đầu của nó nữa.
Cô này trắng. Đây, đây nha các bạn nhé, đây chính là Uchiha nha. Video mình tạm dừng tại đây nha. Nếu thấy hay thì nhớ like, comment giúp mình nha. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Yeah. Yes.